Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất ô tô có vai trò quan trọng không chỉ đối với công nghiệp ô tô mà còn phản ánh năng lực hồi sinh của nền kinh tế, góp phần làm tăng giá trị sản phẩm nội địa, tăng sức cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc gia. Muốn thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất ô tô, tạo nên một chiếc ô tô mang thương hiệu quốc gia, cần phải xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ vững mạnh. Tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam vào đầu tháng 3 năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đối với ngành công nghiệp ô tô, cần đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ, sản xuất phụ tùng, linh kiện, kể cả động cơ, các phụ tùng quan trọng nhất trong số các chi tiết tạo nên một chiếc xe ô tô để có giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh hợp tác để huy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất là hết sức cần thiết và chính phủ ủng hộ sự tự lực của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần chú ý đến việc mở rộng thị trường hướng tới xuất khẩu. Trong sản xuất cần quan tâm bảo vệ môi trường. Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ liên quan đến phụ tùng ô tô, chính sách về đầu tư, nhất là đầu tư sản phẩm công nghệ cao, không để vì những quy định ràng buộc mà ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành. Các địa phương có doanh nghiệp đóng trên địa bàn cần quan tâm trực tiếp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Cùng với các ngành sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cũng được chính phủ quan tâm chú trọng. Thời gian vừa qua, nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ nói chung và công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy nói riêng đã được xây dựng và ban hành. Hiện nay, các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cũng đang được triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp. Chúng ta có thể khẳng định ngành công nghiệp ô tô cũng như thị trường ô tô, xe máy và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển và cũng để cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đô la Mỹ một năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. Điều này đã tạo tiền đề để hình thành ngành công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp mới chỉ sản xuất được một số ít chủng loại phụ tùng đơn giản, có hàm lượng công nghệ thấp như là gương, kính, ghế ngồi, bộ dây, điện, ắc quy, xăm lốp, sản phẩm nhựa. Chỉ một số ít doanh nghiệp đầu tư dây chuyền dập thân vỏ xe và chưa sản xuất lắp ráp được động cơ ô tô. So với các nước, quy mô thị trường ô tô Việt Nam còn nhỏ, trong khi số lượng doanh nghiệp lắp ráp nhiều nên không đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế đối với việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành này. Các loại nguyên vật liệu cơ bản như là thép chế tạo, cao su, nhựa và chất dẻo phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, khả năng tài chính và công nghệ của doanh nghiệp trong nước hạn chế, chưa có các viện nghiên cứu và phát triển chuyên ngành ô tô, lực lượng kỹ sư và công nhân lành nghề còn thiếu và yếu. Và trong thời điểm hiện nay thì với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp, Cục Xúc tiến Thương mại thì bọn tôi rất là nỗ lực đưa doanh nghiệp đến các hội chợ quốc tế như hội chợ ngày hôm nay hay là những hội chợ tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc, tại Mỹ, tại châu Âu để doanh nghiệp tìm những cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài. Tại vì cái cơ hội xuất khẩu linh kiện phụ tùng, nhất là trong những cái lĩnh vực dễ hơn như là xe tải là vẫn có cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Và kinh nghiệm 2 năm vừa rồi chúng tôi đưa doanh nghiệp đi hội chợ Nhật, hội chợ Mỹ thì chúng tôi thấy là cơ hội là có nếu như doanh nghiệp được hỗ trợ tốt và gọi là được thúc đẩy kịp thời thì cái cơ hội đấy là có phát triển. Và trong thời gian đợi cái dung lượng thị trường nội địa vẫn còn chưa đủ thì chúng ta sẽ cố gắng để giúp doanh nghiệp xuất khẩu thì họ sẽ tăng được cái sản lượng và trình độ lên. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đặt ra mục tiêu cơ bản là hình thành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất ô tô vào năm 2020, giai đoạn 2021-2025, sản xuất một số chi tiết quan trọng như là động cơ, hộp số xe tải, xe khách và bước đầu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Đến năm 2035, phấn đấu trở thành nhà cung cấp quan trọng trong nhiều loại linh kiện, phụ tùng cho ngành công nghiệp ô tô khu vực và cả thế giới, đáp ứng trên 65% nhu cầu về linh kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Chúng ta có một số các cái tỷ lệ mà cũng đã đạt được mang tính tích cực hơn ở trong một số các cái phân khúc của công nghiệp ô tô. Ví dụ như là đối với lại cái ô tô xe buýt thì chúng ta đã đảm bảo được cái năng lực của nội địa là đảm bảo cung ứng được đến là 90% cái nhu cầu của thị trường nội địa. Và với cái tỷ lệ nội địa hóa cũng rất là cao, đến 70%. Hay là ví dụ như trong lĩnh vực về xe vận tải, ô tô vận tải thì chúng ta cũng đảm bảo được cái nhu cầu là tới 70% của nhu cầu thị trường nội địa về cái lượng xe ô tô tải.
và cái tỷ lệ nội địa cũng trên 80%. Để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô phát triển đạt 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ giá trị sản xuất linh kiện phụ tùng vào năm 2025 và 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Chính phủ cần rà soát, xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ thật tốt, bám sát với chuỗi giá trị sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp và sản xuất. Trên cơ sở đó, có chính sách thu hút để doanh nghiệp có thể tham gia vào từng công đoạn của chuỗi, mức độ đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam sẽ mạnh hơn. Mặt khác, tăng cường đầu tư, liên doanh, liên kết nhằm mở rộng quy mô cho các nhà cung cấp trong nước có thể đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng, chi phí giao hàng để đảm bảo khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.